đình phải có khả năng kinh tế, đấy là chắc chắn rồi, hoặc là có nguồn chi trả, có nhà cho thuê hay có sổ tiết kiệm, hoặc là đông con cái đóng góp. Vì là cái chi phí nó cao như thế cho nên là thông thường các gia đình để cho cụ đã diễn biến quá nặng mới đưa đến. Thưa quý vị, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ người khuyết tật, thất nghiệp gia tăng đột biến. Đây là thống kê được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra mới đây. Với người khiếm thị thì nhiều công việc đặc thù như là xoa bóp bấm huyệt, làm hàng thủ công hay là bán vé số đều bị gián đoạn thời gian làm việc và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cũng như là cuộc sống hàng ngày. Để tăng cơ hội việc làm cho nhóm lao động này, nhóm mà vốn trước nay đã luôn thiệt thòi và khó khăn kể cả khi không có đại dịch, thì nhiều công việc mới ứng dụng công nghệ thông tin đã được đưa vào đào tạo giúp cho người khuyết tật từng bước thích ứng. Bởi vì tôi nhìn thấy ít nhất có hai cá tính trong một bức tranh. Chưa nghe rõ thì nghe lại, rồi đọc theo để bổ sung vào dữ liệu âm thanh, hay nghe thông tin rồi phân loại theo chủ đề. Đây là một phần công việc của nhân viên dán nhãn dữ liệu. Trước là kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt, nhưng do dịch bệnh, các trung tâm đóng cửa, Hùng chủ động học tập làm quen với công việc mới này. Đây cũng là một cái công việc mà có thể mang lại thu nhập cho đời sống của cá nhân tôi cũng như là mọi người khiếm thị ở trên cả nước. Dán nhãn dữ liệu là một trong các công việc ứng dụng công nghệ được Trung tâm Đào tạo của Hội Người mù Việt Nam chủ động đẩy mạnh trong 2 năm trở lại đây, với kỳ vọng người khuyết tật có thể thích ứng với hình thức làm việc mới khi khoa học công nghệ có sự phát triển bùng nổ. Doanh nghiệp bây giờ đang cần những cái nhân viên làm cái công việc dán nhãn dữ liệu. Công việc mà hiện tại bây giờ theo khoa học phát triển thì là nhà sáng chế ra các cái những cái công cụ, những cái máy móc thông minh phục vụ trong các cái lĩnh vực của đời sống. Ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh khi hầu hết các ngành nghề đặc trưng phải tạm dừng, cộng đồng người khiếm thị cũng chủ động thay đổi, thích ứng với nhiều công việc như bán hàng trực tuyến, tư vấn viên. Thế nhưng quá trình tìm việc không dễ dàng. Thì bản chất thì công việc dán nhãn dữ liệu trước đây vẫn là chỉ dành cho người sáng. Cho đến bây giờ thì khoảng là 350 anh chị em đối với cả hai cái loại hình đào tạo khác nhau, cả trực tiếp lẫn đào tạo online, và cái số làm việc tham gia vào làm việc này thì cũng khoảng độ hơn 30%. Hiện nay thì đối với những công việc như là bán hàng online rồi thì làm gia sư, chủ yếu là do các hội viên họ tự bươn trải, và bên cạnh đó thì một số cái công ty họ đã tuyển dụng người khuyết tật vào làm các cái công việc ví dụ như là chăm sóc khách hàng, có thể là sử dụng điện thoại rồi máy vi tính để chăm sóc khách hàng, hay là công việc dán nhãn dữ liệu như tôi nói ạ, thì số lượng tuyển dụng còn rất ít. Theo khảo sát mới đây của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có tới 30% người khuyết tật rơi vào tình trạng thất nghiệp do đại dịch. Còn với người vẫn đang có việc làm thì gần 60% cho biết thu nhập bị giảm. Dịch bệnh đang đặt ra thách thức không hề nhỏ đối với người khuyết tật, đòi hỏi nhóm lao động này phải chủ động nâng cao trình độ, kỹ năng, tránh bị loại trừ khỏi thị trường việc làm. Bên cạnh nhóm người khuyết tật thì người già cũng là nhóm đối tượng yếu thế, dễ rơi vào bị động và khó thích ứng với đại dịch. Nước ta đang được xem là một quốc gia có thời gian chuyển từ già hóa dân số sang dân số già ở nhóm là nhanh nhất trên thế giới. Vấn đề an sinh cho người cao tuổi bởi vậy cũng đang là một thách thức lớn khi mà tốc độ gia tăng người cao tuổi trung bình đang gần 4,5% một năm. Và đặc biệt là trong nỗi lo về an sinh cho người cao tuổi, nhất là trong mùa dịch, thì nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tuổi già là đáng quan tâm nhất. Ở nhà nó buồn, có mình buồn lắm nữa đây. Biết ở trên tầng bà ấy, thì ngày ngày vợ nó đưa cơm cho ăn ngày vài bữa vậy thôi. Dù mang nỗi buồn con bệnh không thể sắp xếp thời gian chăm sóc mà vào viện dưỡng lão, nhưng bà Thú vẫn là một trong số ít những người cao tuổi còn minh mẫn khỏe mạnh ở tuổi ngoài 90 tại đây. Bởi phần đa các cụ ông cụ bà khi vào viện dưỡng lão đều trong tình trạng sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật. Ở đây bọn tôi chỉ có dưới 10% là các cụ thực sự khỏe mạnh đến để tận hưởng cuộc sống. Bà Thành, 65 tuổi, vào viện dưỡng lão với căn bệnh Parkinson. Cuộc nói chuyện của bà là những mẩu ký ức lúc nhớ, lúc quên. Tình trạng của mẹ thì rất là nặng, tinh thần lẫn. Lúc cụ vào thì gia đình cũng có đã đưa mẹ đi viện và điều trị ở viện rồi. Xong trong quá trình thì nó chỉ đến được mức độ giai đoạn đấy thôi, thì gia đình cũng có thuê người chăm bà nhưng mà không
ấy được, cho nên là gia đình lại gửi vào đây. Số liệu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam cho thấy có tới gần 70% người già nước ta có sức khỏe yếu hoặc rất yếu, khoảng 95% người cao tuổi có bệnh. Trung bình một người cao tuổi Việt Nam mắc 3 bệnh. Cái đối tượng người cao tuổi thì trung bình là có khoảng 10 năm liên quan đến vấn đề bệnh tật, liên quan đến vấn đề bệnh viện. Cho nên là cái việc quản lý chăm sóc sức khỏe, quản lý các bệnh nền cho các cụ là rất quan trọng. Tuổi thọ trung bình được cải thiện nhưng tuổi thọ khỏe mạnh lại thấp, trong khi việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người già Việt Nam cũng gặp khó khi có tới gần 70% người cao tuổi không có thu nhập ổn định, nhất là trong bối cảnh đại dịch. Gia đình phải có khả năng kinh tế, đấy là chắc chắn rồi, hoặc là có nguồn chi trả, có nhà cho thuê hay có sổ tiết kiệm, hoặc là đông con cái đóng góp. Vì là cái chi phí nó cao như thế, cho nên là thông thường các gia đình để cho cụ đã diễn biến quá nặng mới đưa đến. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030. Trong đó, mục tiêu giai đoạn 2021-2025 là 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời.